Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ đầu xe làm xe 3 bánh hoặc 4 bánh sử dụng tay lái ghi đông. Bộ này sử dụng phanh đĩa khung chữ A lớn và bánh 90/90-12. Bánh này thì có bản mỏng. Ưu điểm của cái bánh này thì lái nó sẽ nhẹ nhàng hơn, giá thành rẻ. Và bộ này thì có phanh đĩa các bạn nhé. Bộ này có sử dụng phanh dầu. Kích thước tổng thể của bộ này thì nó có kích thước như sau. Cái tổng chiều dài của nó, tổng chiều rộng của nó là 195 cm. Chiều rộng ghi đông là 75 cm. Phanh dầu thì sử dụng phanh dầu tay trái hoặc tay phải thì do các bạn lựa chọn. Đây có cả chắn bùn luôn. Thì tuy nhiên chắn bùn này thì mình chỉ trang bị thêm và nó chưa được gá đặt. Vì vậy khi các bạn làm xe thì các bạn cần phải gá nó xuống bộ khung. Việc gá đặt thì bên em sẽ hướng dẫn cụ thể. Còn cơ bản bộ này nó như vậy. Bộ này thì thích hợp cho các bạn làm những cái xe 3 bánh. Ví dụ như các bạn có những cái dòng xe 3 bánh tay lái ghi đông, các bạn gắn thêm bộ đầu này vào. Hôm trước thì mình có làm một cái bộ đầu thì nó chỉ là bộ đầu chiều rộng có 75 thôi. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bạn bộ đầu rộng hơn là bộ đầu 90, có phanh đĩa, tay lái ghi đông. Ghi đông này thì có loại ghi đông cong thẳng này và còn một loại ghi đông cong sâu hơn nữa, thì cái đấy tùy chọn, các bạn có thể chat qua Zalo thì bên em sẽ gửi thêm một số cái hình ảnh khi các bạn giao dịch hay các bạn trao đổi kỹ thuật qua Zalo. Cái đường kính bánh xe này thì có cái cỡ đường kính là 46 cm. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn lại một số mẫu bánh đẹp hơn ở cái video trước cái video này, thì em có đăng lên 7 cái mẫu la răng đấy, thì trong đó có 6 mẫu là có thể dùng chung với cái bộ này được, thì các bạn có thể lựa chọn thêm về mẫu la răng. Nhưng em thấy cái bộ này nó hợp lý hơn thì em làm video để các bạn xem, thì các bạn cứ xem đi, lựa chọn mẫu bánh nào thì tùy ý các bạn. Còn tổng thể bộ này nó như này đấy, các cái thông số kỹ thuật này nó như vậy. Con này thì có chiều cao tổng thể từ dưới mặt đất lên đến tay lái ghi đông là 1m05. Nếu như các bạn muốn nâng cao hơn nữa thì các bạn mua cái ghi đông nó có độ vòng cao hơn thì bên em đều có nhé. Đấy, phanh đĩa combo luôn, đầy đủ về, chỉ việc sử dụng thôi. Về gia cố và hàn thêm vào khung khác. Độ nghiêng của ghi đông này thì các bạn có thể chỉnh lại được tùy ý. Đây, hiện tại thì mình để độ nghiêng như thế này thôi, nhưng các bạn có thể chỉnh nghiêng hơn một chút nữa cũng được, tùy các bạn thôi. Cái này là hợp lý rồi. Đấy. Các bạn xem video đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất đăng lên tại kênh xe điện motor điện. Các bạn lưu ý số điện thoại của mình 0983818955 nhé, không nhầm lẫn với số điện thoại của những cái kênh video khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.